sao mối quan hệ khuê mật giữa Dương Mịch và Đường Yên lại có nhiều tin đồn trở mặt đến vậy? Theo nguồn tin tiết lộ từ giới truyền thông, Đường Yên và La Tấn sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 28 tháng 10 tới đây tại Viên. Được biết, đám cưới sẽ không tổ chức rộng rãi, cặp đôi chỉ mời một số bạn bè thân thiết và Lưu Dược Phi, Trần Ngọc Kỳ sẽ đảm nhiệm vai trò là phù dâu của Đường Yên. Tin tức này vừa xuất hiện, cư dân mạng liên tục gửi lời chúc phúc tới cặp tân lang tân nương này. Ngoài ra, là chị em tốt của Đường Yên, Dương Mịch có tham gia lễ cưới hay không cũng trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Dương Mịch và Đường Yên từng là cặp đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ vì tình cảm chị em thân thiết giữa hai người họ trong giới giải trí. Đường Yên trước đây còn là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của Dương Mịch. Bây giờ khi hôn lễ của Đường Yên sắp được tổ chức nhưng Dương Mịch có tham gia hay không vẫn đang là một ẩn số. Điều này thực sự khiến người khác phải thổn thức. Mấy năm gần đây, Dương Mịch và Đường Yên cũng ít tương tác với nhau trên Weibo. Khi tham gia hoạt động chung, hai người cũng ít nói chuyện với nhau, do đó khó tránh khỏi việc mối quan hệ thân thiết của họ bị nghi ngờ đang phai nhạt dần đi. Có nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người nhạt dần là do hai nguyên nhân. Một là khi bộ phim Người tình Kim Cương đang nổi tiếng, nữ chính Đường Yên bị Địch Lệ Nhật Ba thuộc công ty của Dương Mịch hớt tay trên. Hai là Dương Mịch và Đường Yên cùng tham gia bộ phim Bên Nhau Trọn Đời với phiên bản điện ảnh và bản truyền hình. Vì thế nên tạo hình và diễn xuất của hai người liên tiếp bị đem ra so sánh với nhau, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nên cuối cùng dẫn đến mối quan hệ giữa Đường Yên và Dương Mịch dần trở nên xa cách hơn. Ngày 25 tháng 10, một nhà báo đưa tin Đường Yên có gửi thiệp mời Dương Mịch tham gia hôn lễ, nhưng hiện tại Dương Mịch không muốn tham gia. Nhà báo này còn giải thích thêm rằng, nói như vậy không có nghĩa là mối quan hệ của họ trở nên xấu đi, chỉ là Dương Mịch e ngại nếu cô tham gia hôn lễ của Đường Yên thì sẽ có người lợi dụng cơ hội đó để bôi nhọ cô. Ví dụ như sẽ nhắc lại chuyện trong hôn lễ Dương Mịch đem kẹo cưới chia làm 369, rồi quan hệ với Đường Yên rốt cục là như thế nào. Năm 2016, quả thực có tin rằng trong đám cưới của mình, Dương Mịch đã tặng kẹo cưới cho khách mời theo vị trí cao thấp. Được biết, những ngôi sao hạng A đều được tặng hai hộp sô-cô-la một lớn một nhỏ đều rất đắt tiền. Còn những ngôi sao chỉ có mấy ngàn fan hâm mộ thì chỉ nhận được một hộp sô-cô-la nhỏ. Thậm chí có ngôi sao chỉ được nhận vài viên sô-cô-la đựng trong túi bóng. Còn một số nhân viên trong công ty chỉ được nhận vài chiếc kẹo trái cây. Dương Mịch cũng vì thế mà bị nói là thực dụng và ai nổi tiếng thì chơi với người đó. Về việc chia kẹo trong đám cưới này, mấy năm trở lại đây đều là đề tài tranh luận của các fan hâm mộ. Fan của Dương Mịch thì cho rằng đây là trách nhiệm của Lưu Khải Uy, fan Lưu Khải Uy lại cho rằng đẩy trách nhiệm cho Lưu Khải Uy là Dương Mịch trốn tránh trách nhiệm. Các fan hâm mộ tranh luận đến mức quên rằng hôn nhân là do hai người và mọi vấn đề xảy ra đều cần cả hai cùng đối mặt, cùng giải quyết. Tuy nhiên, dù sao thì hôn lễ của Dương Mịch cũng đã là quá khứ, những sai sót trong hôn lễ cũng không thể cứu vãn được nữa. Hiện tại, điều quan trọng là Dương Mịch cần đối mặt với vấn đề hôn lễ của Đường Yên như thế nào. Nhà báo này cũng cho biết thêm, về việc có tham gia hôn lễ của Đường Yên hay không, hiện tại Dương Mịch vẫn đang trong quá trình cân nhắc, tin rằng cô sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất để vừa không ảnh hưởng đến danh dự của mình và cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Đường Yên.